em uh, xin chào tất cả mọi người nha chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em video này em tiếp tục chia sẻ cập nhật cho anh chị mình về cái cách sử dụng và các tính năng trong cái dự án cái nền tảng app là uprock earning trong cái app màu đỏ này chị ngày hôm qua là em cứ chia sẻ cho chúng ta một cái video đúng không ạ đó là cái video là uprock khai thác 0 21631 upt trên một giờ kèo này chạy trên các bạn Solana anh chị cũng biết rồi Solana là cái mạng blockchain mà trong thời gian vừa qua nó cũng đã tạo ra cái tiếng vang tức là một cái mùa của Solana đó và cái kèo này á cái dự án này á lúc trước á là em có kiểm trách lúc trước tôi cũng chưa có gì hết nên là thấy cũng chưa có ổn và một thời gian em quên và ngày hôm qua là họ họ đã ra cái áp anh chị nên là em chia sẻ luôn cho mọi người đây là cái mảng đề phiên tức là chúng ta khai thác bằng cái việc là chia sẻ băng thông mà chúng ta không sử dụng băng thông là cái mạng wifi hoặc 4g mà chúng ta không sử dụng chúng ta sẽ chia sẻ cho họ và chúng ta sẽ nhận được cái coi của dự án đây là một cái mảng cũng khá là mới và nó cũng sẽ là bơm khá là mạnh trong cái mùa upchain anh chị ha nên chúng ta không nên bỏ qua và đối với cái app này cái kèo này anh chị đăng ký xong chúng ta để đó là nó tự động khai thác lâu lâu chúng ta hoài chúng ta check. Nếu mà nó dừng thì chúng ta mở lên anh chị nó rất là thuận tiện cho chúng ta luôn. Đặc biệt là những người mà chúng ta uh, không có nhiều thời gian để vào. Rồi, anh chị nào mà chưa tham gia muốn tìm hiểu thì chúng ta xem cái video này. Em sẽ để cái link video hướng dẫn đăng ký giới thiệu dự án này chứ phần mô tả, còn những anh chị nào đã đăng ký rồi, chúng ta nhấp vào dưới tiêu đề có chữ xem thêm. Anh chị nhấp vào cái mục là link tham gia uprock nè để chị ạ à? để anh chị cập nhật lên cái phiên bản app mới nhất nếu có nghe anh chị nếu có còn không có thì chúng ta cứ nhấp vào mở nha rồi bây giờ anh chị sẽ vào trong cái app dùm em em sẽ chia sẻ từng bước từng bước cho anh chị khi anh chị vào chúng ta thấy ở trên nó có chữ là ở niên tức là đang khai thác ha cái tốc độ của em là 0,3959 UBT trên một giờ tại sao nhiều hơn cái tốc độ cơ bản là vì có nhiều cô chú anh chị mình tham gia cùng với em trong lúc em đặt video nếu như anh chị nhấp vào cái app mà nó cái chữ xa ở nền nó hiển thị trong cái ô màu đỏ thì anh chị nhấp vào là khi đó nó sẽ tự động khai thác nghe lâu lâu vào chức phía trên bên trái này là cái băng thông wifi của em bên phải là cái điểm điểm vị trí địa lý của em nha rồi anh chị kéo lên thì ở đây là họ nói là khi anh chị giới thiệu chúng ta sẽ nhận được một phần trăm từ cái việc khai thác của những người chúng ta giới thiệu ví dụ em giới thiệu anh chị anh chị khai thác em nhận được một phần từ cái việc khai thác kiểu vậy và khi anh chị giới thiệu bạn bè người thân họ khai thác anh chị vẫn nhận được một phần đó là theo cái chính sách của bên dự án. Ở đây trong cái mục quái lọt Total thầu UPT là em được 64,14455. Còn thật sự anh chị khai thác nếu mà solo á nó rất là ít luôn. Anh chị chúng ta vào check là anh chị biết liền. Nên á, cái đồng này khai thác nó không có được nhiều đâu. Chứng tỏ tổng cung nó cũng có nghĩa là tổng cung nó cũng sẽ không có nhiều anh chị. Em thích những cái dự án đào. Em em gắt khoái những cái kèo nào mà khai thác ít tại vì ít á, là nó giá sẽ ngon hơn. Còn ở đây có một số cái nền tảng của họ. Đầu tiên là X. Ngoài cái nền tảng X, còn Discord, Github, Telegram hay là Facebook, anh chị cũng có thể soi vào ha. Còn ở đây, á, FAV, đây là những cái mục mà những cái câu hỏi cơ bản nhất, những cái vấn đề chúng ta hay gặp phải, anh chị có thể soi vào. Ở đây có cái mục địa chỉ email để chúng ta muốn giải đáp cái gì đó, thì chúng ta nhắn tin cho họ là support.ufgock.com anh chị. Anh chị ha rồi đó là cái mục hôm phía dưới bên trái mình chuyển sang một tiếp theo là cái mục quái lệch bên phải của cái mục hôm ở đây tổng em có là hơn 64 UPT và ở đây cái giá trị của em có được là bảy đô thì cái này nó chưa có chuẩn luôn chị ở đây là cái địa chỉ ví của em ha cái này là cái địa chỉ ví công khai kiểu như sau này chúng ta có thấy là nhận chuyển này kia đó rồi ở đây á, là cái phần Revert UPT em có được là 61,56 Và UPT Main Thêm hiểu được cái này là cái phần em khai thác là được 3,14 ha Ở dưới đây nó có thêm một cái mục nó là Revert, Cái đồng là WKN 237,33 thì cái này em cũng không biết là có thể là từ cái đối tác của dự án hay sao ấy. Cái này em không gành ha. Rồi, tiếp theo. Anh chị thấy phía trên có một loại tranh sách sành. Tức là có một dạng như là nó giao dịch vậy đó. Nè anh chị thấy nè, đây là cái phần mà em làm được từ cái việc mà anh chị khai thác cùng với em. Và khi anh chị giới thiệu bạn bè người thân nó cũng sẽ có cái mục này ha. Còn ai solo sẽ không có. Cũng có nữa, nhưng mà chỉ có cái phần của anh chị nha. Em nhầm. Rồi. Mình sẽ tiếp tục vào cái mục Revert. Bên phải cái mục quái lập. Ở đây. Theo họ để là khi anh chị giới thiệu được một người chúng ta sẽ nhận được là 5 UPT. Và kèm theo đó là một phần trăm từ cái việc mà họ làm được khai thác được ở đây em đã giới thiệu được 203 anh chị đã cùng em và ở đây là cái uh, trên uh, UBT trên dài em được 0.08632 đó tổng của em nhận được là 61 ở đây nè hiện tại và ở đây có một cái xe link tức là cái link giới thiệu và mỗi người sẽ có một cái code mà giới thiệu khác nhau nha ở đây là bốn cái nhiệm vụ mà em đã hoàn thành khi anh chị hoàn thành được bốn nhiệm vụ này chúng ta nhận đâu đó là được một cái đồng UBT anh chị chúng ta vào cái mục setting phía dưới bên phải dùm em nha ở đây khi chúng ta cập nhật lên rồi, chúng ta sẽ thấy thông tin thế này. Anh chị muốn thay đổi ảnh đại diện, chúng ta nhấp vào cái chữ là Change Photo. Và cái email chúng ta có thể thay đổi. À, nhưng mà em nghĩ là đăng ký email nào rồi, để cái email đó đi. Cái tên chúng ta có thể thay đổi. Và cái rap refer... ở dưới Rap Re first name là anh chị viết hoa khoảng cách và không dấu giống của em. Ở đây chúng ta có thể chọn cái chế độ màu đen. Ha, em nghĩ màu đen thì nó hơi uh không có nhìn không có sáng bằng nhìn thấy nó không có đẹp mắt bằng cái giao diện của màu trắng thì chúng ta tùy theo ha rồi nếu mà anh chị ở đây này chúng ta mở lên đó là chúng ta chỉ khai thác thông qua wi-fi tránh cái việc trong trường hợp chúng ta mở 4G chúng ta quên tắt á ha rồi, anh chị tùy chúng ta muốn cái nào thì chúng ta làm ở đó ở đây đó có một cái block out block out là đăng xuất tài khoản còn có một delete account là xóa các tài khoản nha đừng có nhấp vào cái phần dưới này và ở đây thêm hiểu là một thiết bị chúng ta nên làm một cái một cái nít nha và một số anh chị hỏi em là một nhà một cái file sử dụng hai nít được hay không cái này thì em cũng chưa có nghe họ thông báo là thế nào nhưng mà nhà em hiện tại là đang hai 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 cái nít cùng khai thác trên wifi của nhà luôn em vẫn thấy khai thác bình thường nhưng mà sau này thì không biết là có bị ban bị bị check này kia không thì mình không biết đó là cái thông tin liên quan anh chị chúng ta kèo này chúng ta chỉ cần chỉ cần đăng ký sau đó tự động khai thác nên là em nghĩ nó cũng sẽ rất là tốt cho chúng ta còn những kẹo khác ấy, chúng ta phải vào kích một lần sau 24 giờ nó hơi là tốn thời gian đúng không ạ nên là cái kẹo cái mảng này chúng ta không nên bỏ qua nha anh chị rồi tiếp theo á là có một cái kèo là cái kèo hôm bữa em giới thiệu chơi cái kèo đó nó cam rồi anh chị nha hôm bữa là thấy họ cam mà họ đầu tư có bài bản quá em chính thức em hôm nay em làm video và em xóa cho thấy chị thấy luôn này em xóa nó rồi hiện tại trên kênh ít của họ là họ đã thay đổi cái thông tin và cái người tạo ra cái dự án đó là đến từ Việt Nam công nhận IT Việt Nam mình cũng hay thiệt và đầu tư cũng là em thấy rất là bài bản luôn nhưng mà kèo này cam anh chị chúng ta xóa đi ha được thì mình ăn không được thì mình bỏ qua anh chị ơi tìm kèo khác Europe nó là vậy ha hình xui rồi tiếp theo một cái kèo nữa em mới chia sẻ hôm qua hôm kia là cái kèo là cham cái kèo sàn nè bây giờ chúng ta sẽ vào cái nền tảng ít nha kèo đó là em thấy cái mùa nó cam gõ luôn rồi đó nên là em nhắc nhở anh chị chúng ta nên xóa chăm biết nè Ở đây họ bảo là họ thông báo về cái vấn đề là leak trên cái sàn là banh. Và cái sàn banh này nó cũng đã có thông tin là nó sẽ leak. Anh chị thấy này. Đúng không ạ? Đó. Thông báo là có nghĩa cái này là có leak thật nha. Có leak thật. Tại vì họ leak họ để họ câu lượt người dùng này kia các kiểu và ở đây họ có một cái thông báo anh chị có thể cho vào đây chúng ta đọc thêm nè anh chị nhưng mà họ bắt mình á là phải nạp tiền vào để cai c anh chị thấy không ạ và cái mùi cam mà nó rất là nhiều rồi rất là lộ luôn nên là em làm video để cảnh Cảnh báo anh chị là chúng ta không nên Không nên nạp tiền vào Đã xác định cho Aerop để thu hút cộng đồng Là nó phải cho đến cùng Không có kiểu mà mới đầu cho Và sau đó bắt chúng ta nạp tiền Ở đây họ kia mình nạp vào năm hai đô để Để uh, chuẩn bị cho việc KC Chẳng có cái dự án nào mà họ Họ bắt như vậy anh chị ha Nên là anh chị chúng ta không nên tham gia cái kèo này nữa. Còn nếu anh chị muốn sổ số thường những cái kẹo thế này nè, nó sẽ bay rất là nhiều khi nó lít sàn. Chúng ta đăng ký cái sàn eban đi. Em sẽ để cái link dưới phần mô tả nếu anh chị muốn. Rồi khi mà lít sàn anh chị có thể vào sổ số. ha Nó sẽ bơm giá sẽ tốt. Nên chúng ta thấy á, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bỏ tiền ra chúng ta vào chúng ta khai thác. Nhưng mà khi anh chị khai thác xong rồi thì giá nó sẽ tục không phanh nha. Nghe anh chị. Và cái sàn eban này nó cũng là cái thuộc cái sàn top ngoài cái top 10 rồi nên là cái giá trị của nó nó cũng không có ổn định đâu nên mọi người chúng ta đừng có quá bận tâm rồi đối với cái kèo úp rốc ở nền này là cái kèo tiềm năng đăng ký một lần khai thác hoài luôn Lâu lâu vào trách một cái cho em là được ngoài ra cái kèo urt đá cam anh chị xóa con bót đi là một ha tiếp theo cái kèo là sàn trăm thì chúng ta cũng không nên là uh, khai thác nữa anh chị không nên nạp tiền nha